Nhưng mà khoan nha, cho tôi hỏi cái này nha mọi người. Mọi người có thấy cái mô típ của cái game này nó có giống cái gì đó không mọi người? Hả? À, bình thường tôi cũng có đọc một số cái bộ truyện hoặc là mấy cái phim đó, nó cũng có cái mô típ giống vậy nè. Hai một nam một nữ cái bị mắc kẹt tại trường á, xong cái trời mưa đồ này nọ đó, ha, không có ai nữa hết. Cái từ từ cái cả hai cái hiểu nhau hơn. Nè má, cái dây chuyền của má nè má. Trời ơi bà nội, bà nội, bà ơi dây chuyền của bà nè, bà đi leo xuống giùm tôi cái, bà tôi mệt bà quá. Thiệt cái con này phải con em á, con này phải con em chứ con này con em là nãy giờ em đấm nó rồi đó. Hồi nãy em đứng ở dưới em kêu nó tới đem đưa nó dây chuyền, nó không chịu nha, em chạy lên xong nó chạy xuống. Này phải con em chứ con em đấm rồi. Má, cái con game kinh dị hoàn toàn mới nha mọi người. Đây là một cái con game kinh dị của Đài Loan. À, nó không phải là mới đâu mọi người. Nó ra mắt vào năm 2017 và nó là được đánh giá là một trong những cái con game thuộc top 2 2017, thuộc top 6 cái dòng game được nhiều người bình luận nhất, và thuộc trong dòng cái game nói chung là nó rất hot, nó rất là hay, nhưng mà nó rất là rẻ mọi người. Hình như là Hiếu mua nó chỉ có 140.000 thôi. Và cái con game này nó nói về cái kiểu giống như là nó giống như là cái phần game áo cứ giấy gì đó, hoàn toàn là mình đi giải đố theo cái phương diện là nó 2D thôi chứ không phải là nó 3D nha. Nhưng mà Hiếu nghe người ta nói là cái cốt truyện rất hay. Rồi không làm mất thời gian nữa, chăm nghe không bằng mắt thấy nha. Chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm cái con game này nha mọi người. Rồi 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 rồi. Đó, cái nhạc nó phải vậy, cái nhạc nó phải vậy. Ở đại Hiếu mới test vô được một xíu là có tiếng Việt. Hiếu vừa mới tải được cái việc sắp có tiếng Việt á. Tôi sợ chơi tiếng Anh tôi không hiểu. Rồi chơi rồi mọi người. Cả lớp cả lớp tập trung, bài học sau đây rất là quan trọng. Chú ý, nội dung này sẽ liên quan đến thời kỳ chính trị. Trong thời kỳ này nhiều lãnh đạo quân sự tỉnh ba chấm. Cái gì ạ? À tôi ngủ rồi hả? Chủ tịch đã bắt đầu vào cuộc bắt phạt để bảo vệ. Ủa chủ tịch đang nói đến này là ai ta? Nhìn kìa, là giám thị Bạch. Giám thị Bạch. Ở trường nào cũng sẽ có giám thị nha mọi người. Cô ơn, tôi nói với cô vài lời được không? À, được rồi lớp, giải lao, đợi cô một xíu nha. À, xin lỗi mọi người, tôi nhập tâm á, mọi người cho đọc thoại, tôi nhập tâm á. Ủa sao mà giám thị mà tại sao mà lại nói chuyện với lại giáo viên nhờ? Cô ơn, cô thâm lắm, à không, cô đã thấy được những danh sách trên đó. Danh sách. Rồi cái gì đây, tôi đây đó hả? Tôi đây nè mọi người, à. À, chứ lộn, nha, không phải A nha mọi người. Nó phải là nha, không phải A. Mọi người đợi tôi xíu nha. Game 2D thiết kế theo kiểu 2D. À hôm nay à mình sẽ được làm nhân vật nam à. Trong suốt tiết lịch sử, thời tiết rất đẹp vậy mà. À ô. Cái tiết lịch sử là cái bà cô ông hồi nãy đó hả? Bà giải lâu rồi mà, bà giải xong lâu rồi mà. Sao game kinh dị này sao giống như mấy cái bộ mèo đen tôi hay coi vậy ta. Trên bàn có một tờ ghi chú đã thêm vào nhật ký, cô ơn đi đâu rồi. Trong lớp, ai đã đọc ghi chú này đều lo lắng cho việc của cô ơn. Dạo gần đây, cô ơn hay xin nghỉ ốm. Lạ thật, không đùa đâu. Hình như có ai đó sắp thay thế cô ơn đấy. À, cái này là cái tờ ghi chú để lại của học sinh trong lớp. Nè, hồi trước của mọi người, trong lớp của tôi có hay, mấy bạn biết sao nha, trong lớp tôi hay có mấy cái kiểu mà hả, mấy cái cặp nam nữ đồ này nọ mà thường viết giấy qua lại với nhau á. Cái bữa hôm kia, cái tôi thấy nhỏ kia nó lấy cái tờ giấy của thằng đó, xong cái nó dò lại, cái nó dục, tôi thấy thắc mắc quá, tôi mới lại, tôi lụm tờ giấy đó lên, tôi đọc, trời ơi là trời, trong tờ giấy nó ghi là khá muộn 50, trời ơi là trời.
trích từ những câu nói của Hiếu Ba Lên. Ca khúc của trường chúng tôi, giai điệu của nó thật hay, tuy nhiên nhờ vào lời bài hát như đang tuyên truyền cho lòng yêu nước. Giai đoạn này là giai đoạn chính trị của Đài Loan hả ta? Luật lệ và quy tắc của trường. Đầu tiên trong việc học hành là ghi nhớ quy tắc của luật lệ trường. Tất cả học sinh phải thành thật, dũng cảm, trung thành, tiết kiệm. Và chắc chắn các em phải biết hiệu trưởng Thẩm là người thành lập quỹ cho chúng ta. Thẩm hả? Ok, hiệu trưởng Thẩm. Rồi, chúng ta có được manh mối là có bà cô Ân, ông hiệu trưởng Thẩm và có ông giám thị Bạch, ông giám thị Trắng. Ủa nãy suốt ngày cứ học như là một cơn ác mộng. Tại sao cuộc sống học đường lại như thế này? Trời ơi, tội nghiệp không? Không có được hả? Bực bội nha. Đây nha mọi người, đây là gương mặt của nhân vật chính hôm nay nha. Ủa? Nhà vệ sinh nữ mình không nên vào đó. Sao cái điều đầu tiên tôi bấm vô trong game lại là cái nhà vệ sinh nữ nha mọi người? Không giòn nha. Mình không nên vào đó chứ là không phải là mình không được vào nha mọi người. Mình không cần dùng nhà vệ sinh. Rồi thì nói mẹ là vậy đi. Đã thêm vào nhật ký thông báo công khai. Vì chiến tranh đang diễn ra trên đại lục Trung Quốc, giám thị Bạch yêu cầu đuổi tất cả các học sinh, những ai ủng hộ cộng sản hay có dấu hiệu phản động. Thưởng... À, hiểu rồi. À, hiểu biết cái thời kỳ này là cái thời kỳ nào rồi. Cái thời kỳ này là cái thời kỳ giữa chính trị của Trung Quốc và Đài Loan. Trời ơi, sao tôi chơi cái game này đúng ngay cái thời điểm nhạy cảm vậy luôn vậy mọi người. Ồ ông Cao hay đại tá Cao, chúng tôi hay còn gọi thế sau lưng ông ta. Giờ ông ta đã là một cựu chiến binh. Hàng gì tôi thấy cái trong cái phần game á, Trung Quốc cấm game này, Trung Quốc không cho chơi game này. À, thì đây là đề cập đến chính trị. Ui, bộ đồ lâu công có vẻ bùi chú hả? Đây nè, mà sao tối ơi mà, ở đây tối ơi mà. Mà mấy ông nói tôi mới để ý nha. Cái tướng ông này đi rất là tục nha mọi người. Giật cái bóng đèn lên. Có bị hù không? Ok, không có bị hù. Vật phẩm nhận được là quay tay. Ủa? Quay tay hả? Quay tay? Ai súp kỳ vậy? Tôi nhớ là quay tay là quay kia mà. Quay tay là quay thôi, bình thường thôi. Ai súp mà thành quay tay nghe thấy ghê vậy? Không giòn nha. Ai sắp cái này không giòn nha. Có một cái áo mưa bị bẩn. Ở trong đây là có cái quay tây. Mình nghĩ đây là bảng điều khiển của cái cửa. Mở nó chứ. Đây là trục cơ khí có hướng dẫn ở bên ngoài. Mình nghĩ mình cần một cái quay tây. Trời ơi, quay tây đây anh ơi, quay tây đây. Quay tây đây, em đang cầm cái quay tây. Mở cửa rồi nè, đi ra đi. Cái game này game không gian mở hả? Tôi tưởng là nó chỉ xoay quanh cái trường học thôi chứ. Ra bên ngoài rồi nè mọi người. Trời ơi. Ơi, bây giờ mấy ông để ý ông dài của ông, một dài đen, một dài xám kìa mọi người. Không giòn nha, cái style của ông này không giòn nha. Lối ngắn nhất để về nhà là đi ngang qua hội trường. Về lẹ, đi trước đi, đây, về nhà thôi. Về nhà thôi, quay tay. Cái gì đây, bà nào biểu diễn văn nghệ đây? Bà nào biểu diễn văn nghệ đây, trường không còn ai hết, sao còn ngồi đó vậy bà? Tối rồi nha bà. Đó, vậy đó, cứ vậy không đó. Trời ơi, nhìn nó chạy kìa, trời ơi là trời. Cô gái này cô gái này là ai nhỉ? Cô ta đang sleep. Hello.
cô ấy không có phản hồi gì cả. Có lẽ mình nên đi lên sân khấu. Ok. Đi lên sân khấu đi. Ủa đường lên sân khấu đâu? Không có đường lên sân khấu hả? Cái này là cô Ân đúng không? À không không, cô bà này bà là học sinh, bà này là học sinh. Bà cô Ân là giáo viên. Sao kỳ vậy ta? À, chỉ vô đây nè, chỉ vô cái chỗ cần nói nè, chỉ vô cái chỗ cần nói. Ok. Vậy nè, wake up, cậu không nên ở đây. Cô gái, à bạn này tên là cô gái nha mọi người. Mình đang ở đâu vậy? À, hội trường, cậu đang ngủ trên sân khấu đấy. Hả? Hôm nay trường đóng cửa vì có cơn bão đang sắp tới. Cơn bão? Tớ chỉ mới đến đây từ phòng học. Cậu là người đầu tiên tớ thấy ở đây đó. Lạ thật, sao mà mình... Chúng ta nên đi thổi đây thôi, ngoài trời ngày càng tối. Vừa mưa bắt đầu nặng, và mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn rồi. Chờ đã, dây chuyền của tớ biến mất rồi. Sao cơ? Cậu có thấy dây chuyền của tớ? Mày đổ thừa tao ăn cắp nữa. Tao cứu mày xong rồi, giờ mày đổ thừa tao ăn cắp nữa. Cứ vậy không đó rồi hỏi sao giòn. Không, tớ không có, tao không có tay. Không được rồi, chắc là tớ làm rớt nó ở đâu đó rồi. Tớ sẽ không đi nếu không tìm thấy nó. Trời ơi, tao nha, tao nói thiệt nha, là tại đang trong game đó cho nên là tao sẽ đi tìm cái dây chuyền cho mày. Mày thử mà mày ở ngoài đời đi nha. Mày ở ngoài đời mà mày có là cờ rết tao mà mày sống tàn nhẫn như vậy hả? Tao cũng không có đi tìm dây chuyền cho mày đâu. Phải tao hay tao đấm cho mấy phát mày? Phải con tao chứ, con tao tao đấm nha. Tao đấm cho mấy phát. Nó phải còn em chứ, nó còn em đấm cho nó mấy phát. Có thứ gì đó ở đó. Đù dịch hay ta. Trời dịch hay ta. Có thứ gì đó ở đó nhưng mình không giới tới được. Rồi xong luôn. Đây là giống như là Khả Tu với lại cái bạn nữ sinh hồi nãy vậy đó mọi người. Có tất cả nhưng không giới tới. Để coi có gì không. Đây. Những thứ này được sử dụng trong suốt buổi chào cờ. Trong thùng có một cây dù. Lấy cây dù chứ. Lấy má. Phải lấy vật phẩm. Cây dù hỏng. Đây lấy cây dù móc đúng không? Dạ má, lấy cây dù móc má. Móc ra. Đó, cái logic game là vậy đó. Dây chuyền hưu trắng ngọc bích. Ok, lấy được cái dây chuyền. Một chiếc quạt xả cũ. Điện đã tắt. Có tiếng gì đó ở phía cuối của cái lỗ thông đích. À, lỗ thông hơi. Xin lỗi mọi người nha mọi người. Cái đích, cái điểm cuối đó cũng là cái đích nữa. Tôi dịch hơi sát nghĩa. Ủa này đọc rồi mà. Nhưng mà khoan nha, cho tôi hỏi cái này nha mọi người. Mọi người có thấy cái mô típ của cái game này nó có giống cái gì đó không mọi người? À bình thường tôi cũng có đọc một số cái bộ truyện hoặc là mấy cái phim đó. Nó cũng có cái mô típ giống vậy nè. Hai một nam một nữ cái bị mắc kẹt tại trường á. Xong cái trời mưa đồ này nọ đó. Ha, không có ai nữa hết. Cái từ từ cái cả hai cái hiểu nhau hơn. Nè má, cái dây chuyền của má nè má. Tại sao mình lại ngủ ở đây? Nó dùng cho vở kịch của nhà trường sao? Trời ơi bà nội, bà nội. Bà ơi, dây chuyền của bà nè. Bà đi leo xuống giùm tôi cái, bà tôi mệt bà quá. Thiệt, cái con này phải con em. Con này phải con em chứ, con này con em là nãy giờ em đấm nó rồi đó. Con này không phải con em ấy nha, chứ con em là nãy giờ em đấm nó rồi. Hồi nãy em đứng ở dưới em kêu nó tới đem đưa nó dây chuyền, nó không chịu nha. Em chạy lên xong nó chạy xuống. Này phải con em chứ, con em đấm rồi. Má, tôi khổ má quá, má đứng lại được chưa má? Cậu cần tới tìm gì giúp gì không? Cậu nha, vẫn còn xin cậu nha. Có hơi rắc rối không? Không, không có gì rắc rối hết trơn á. Cậu đẹp vậy sao rắc rối được? À thì nếu mình cùng nhau tìm thì sẽ nhanh hơn đó.
Vậy thì nhờ cậu dạy, cậu tìm lại dây chuyền khi nào? Đó là một mặt dây chuyền ngọc bích dựng đựng với là một sợi dây. Ấy nè má ơi, con tìm được rồi má. Má khỏi có lý do nữa, má khỏi có giới thiệu nữa, con đưa cho má nè. Đây 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 đây, tôi có dây chuyền nè, đúng chưa? Sợi dây chuyền này phải không? Cậu cậu tìm được nó rồi, thật tuyệt vời. Arigato. Ô quên, Đài Loan, Đài Loan. Trời ơi, cảm ơn trong tiếng tiếng Trung là cái gì ta? Shishine, Shishine. Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? À, tới móc nó trong cái điểm đích. Dường như có ai đó ném vào trong cái lỗ thông hơi trong đó. Sao cơ? Tại sao? Tại sao nó lại ở trong đó được? Mà cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao cậu cũng đã tìm ra nó. Ha, đi thôi. Mưa đang ngày càng nặng hạt. Chắc chắn rồi, Obscure. Đây. Chà, trời mưa thật nặng hạt. Chứ bà khỏi nói, tôi cũng thấy mà bà. Tôi đâu có bị đuôi đâu. Giờ là dắt bà này đi về nha. Sẽ nguy hiểm nếu chúng ta ở đây lâu đó. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi, đi lẹ đi, nắm tay vô, nắm tay vô. Chúng ta nên đi thôi. Nó nói chúng ta, nó nói tới vui gì vậy? Đây, đây, đây. À, có mỗi giờ cho vô nghỉ cái, hai vô nghỉ cái đi. Đây là lối ra của chuyện, đi vô nghỉ cái đi, nghỉ xíu thôi, nghỉ xíu thôi, hứa luôn. Không có làm gì hết, tôi vô trong đó tôi dọc cái lỗ tài quầy xíu thôi. Vô vô đây đi, vô đây đi. Vô đây đi, vô đây đi, nghỉ xíu đi. Đây là phòng bảo vệ ở cổng trường, mình đoán là chú bảo vệ cũng đã về nhà. Đó, chú bảo vệ về rồi kìa. Vô đi, vô xíu ơi, đi xíu ơi. Vô đi, đi không, đi không, đi không. Đi không. Miếng ơi, xíu ơi, xíu ơi. Ủa sao cái lối đường của cái trường sao nhìn nó ghê quá vậy? Rồi sao nhỏ này nó đi trước tôi rồi? Hả? Nó hốt hoảng, có chuyện gì rồi, có chuyện gì rồi? Cây cầu đá sập! Cây cầu đá sập! Không, không phải chứ! Tránh ra một bên coi! Ôi trời ơi! Ôi, sao, sao dòng sông lại màu đỏ vậy? Có là trông như là cậu tới tháng vậy đó, trông như máu vậy. À máu sao? Đừng nói như vậy chứ, tớ làm gì đã tới tháng đâu. Xin lỗi, tớ chỉ cột miệng thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Được rồi, bình tĩnh và suy nghĩ lại coi nào. Chắc là sẽ có lời giải thích nào đó hợp lý cho việc này. Tại sao lại có màu đỏ? Thậm chí là bùn cũng không có màu này. Hợp lý. À, tớ nghĩ tớ biết lý do rồi. Ủa quên, giọng này của ông Đình mà. Ở trên đầu nguồn có bài cái nhà máy. Chắc chắn là họ đã lợi dụng cơn bão và đổ chất thải xuống dòng sông. Cũng hợp lý. Cậu chắc chứ? À, tớ có nghe người lớn bàn tán về chuyện này. Có lẽ cậu đã nói đúng. That's why. Điều tệ nhất bây giờ là cây cầu đã gãy và chúng ta không có lối đi xuống dưới chân núi nữa. Hằng ngày mỗi người đều qua cây cầu này. À, người ta nên bảo trì cây cầu này chứ. Xin lỗi mọi người nha, mọi người, đình của mọi người mắc mưa nên giọng hơi cảm. À, có lẽ chúng ta nên quay lại trường. À, cứ đứng giữa mưa như thế này thì không phải là not good. À, đúng vậy. À, đừng lo, chỉ là cơn bão thôi. À, ngôi trường là nơi tốt nhất để chúng ta tránh bão. À, ai cu lạnh quá. À, được rồi. À, chắc tớ có thể tin tưởng cậu. À, có vẻ cậu là người đáng tin. Tớ chỉ cố gắng để lạc quan hơn thôi. Chúng ta đi nào. Nghe em kinh dị chỗ nào, nếu kinh dị chỗ tôi dịch đó. Gì đây, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Trời ơi, cái lời thoại rất quen nha. Anigato, ướt nhẹp hết rồi. Anigato, cãi Anigato. Anigato, nghĩ thôi, có lẽ chúng ta sẽ qua đêm ở đây. xin lỗi mọi người, cái tâm tôi tiện mà ra cái miệng tôi nó hỏng quá. Chờ đã, chốt semester,
thôi, tớ vẫn chưa chính thức cảm ơn cậu vì tìm lấy sợi dây chuyền. Hồi nãy giờ quên ta, sao con quỷ này tới bây giờ nó mới cảm ơn tôi vì sợi dây chuyền ta? Tớ tên là Phương Nhế Hân, học sinh của lớp cô Ân, cậu có thể gọi tớ là Hân. Ok, hello em Hân. Cậu thì sao, cậu học năm mấy? cậu lớn hơn tớ 1 năm rồi. Cô Phương, tôi là Nguyễn Trọng Đình. Anh ơi, không cần một lời lịch sự với tớ đâu, hơi khó xử một chút đó, Hân là được rồi. Ok bà Hân, thường thì bọn tớ ít khi đến khu nhà năm 2. Tớ nghe nói ở đó là một ngôi trường học tập cạnh tranh, nơi mà mọi người học một cách điên cuồng. Không tệ đến thế đâu, ít ra một trong số bọn tớ vẫn có thể làm được điều mình muốn. Hà ghen tị thật đó, cậu sắp tốt nghiệp rồi, cậu sẽ không còn gặp giám thị Quốc Phong hàng ngày nữa. Ủa, sao tôi nghe là giám thị Bạch? À vậy ông tên là Bạch Quốc Phong, giám thị Bạch á, thậm chí tớ còn không dám gọi họ của tên ổng. Có tin đồn rằng ông ta là một kẻ giết người hàng loạt trong chiến tranh. Tớ cũng không dám làm điều đó trước mặt ông ta đâu, ai cũng sợ ông cả. Bọn tớ tránh ông ta như là tránh tà vậy đó. À em, cả này cậu kia, đến đây, tại sao lại tránh mặt ta? Cậu có liên quan gì đến cộng sản à? Ôi, bắt chước giống thật đấy. À, này cậu kia, ha, cậu tới đây đứng trước mặt ta, ha, cậu có nét gì đó ha, giống bọn cộng sản đó. Cái này là con Hân á, con Hân nó nhái là giọng của ông thầy Bạch. Tôi nhái là giọng của con Hân nhái lại cái giọng của ông thầy Bạch. Có nghĩa là tôi là người nhái giọng lại cái người nhái giọng của người nhái giọng của cái ông Bạch, cái ông giám thị Bạch nữa. Mà dù sao thì cố lên anh bạn, năm sau là tốt nghiệp rồi. Hay cuộc sống là phải đấu tranh. Này tớ biết chúng ta có thể làm gì rồi. Trong văn phòng hiệu trưởng có một cái điện thoại, tớ sẽ đến đó làm liên lạc với người khác. Ok, nhiêu đó chắc đủ để chúng ta vượt qua đêm nay rồi. Kế hoạch hoàn hảo, cậu cần tớ giúp gì không? Tớ thật sự có thể làm được, cậu nên ở đây nghỉ ngơi. Con trai phải giúp đỡ con gái chứ. À, nếu mà một người con trai mà đã nói câu đó với người con gái là chắc chắn là phải có ý đồ, phải có ý đồ. Đừng đánh đồng tớ với những đứa con gái khác chứ, tớ còn giỏi hơn con trai đó nha. Nếu mà một người con gái mà đã trả lời lại cái câu giống như vậy nè, là đã một phần nào đó khẳng định cho người kia biết được là người ta không cần cái sự bảo vệ đó của người con trai đâu. Đây cũng là một cái cách trả lời khéo của bà Hằng đó. Xin lỗi, tớ quen miệng. Không sao đâu, cậu không cần phải xin lỗi, tớ biết cậu đang cố gắng giúp tớ. Được rồi, vậy thì thế này, tớ sẽ đi gọi điện, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm những thứ cần thiết và cùng nhau mang về. Quyết định là như thế đi, tớ sẽ đợi cậu ở đây. Nhanh về nhé, ngoài trời tớ thui. À, bây giờ là tôi phải đi tìm cái điện thoại. Bây giờ là tôi phải cần đi tìm cái điện thoại nè. Trời, tớ thui thiệt luôn á, như lời của cái bà đó. Như cái lời của bà Hân bà nói luôn á. Bây giờ tôi phải đi một mình nên tôi à. Đi tìm điện thoại. Wow. Oh shit. Rồi, có đèm. Khúc này là con ma chạy ra cắn. À lộn, con ma chạy ra cái quýnh bù lu lộn. Nè, khúc này ma ra nè. Không có đường nào để đi luôn á mọi người. Ôi, nó biến mất rồi kìa. Tôi biến mất rồi, tôi chứ nói lại. Tiếng bước chân của cậu ấy vang vọng nhẹ nhàng. Có nghĩa là tiếng bước chân vang vọng nhẹ nhàng. Ai quên vang vọng nhẹ nhàng mà. Gọi lên sự hồi hộp trong tôi. Thình thịch. Hiện thực dần phai nhạt trong khi thời gian vẫn đứng đó. Trời ơi, mấy ông không có thể nào mà mấy ông có thể tìm ra được một cái kênh livestream nào mà mấy ông có thể mà vừa coi game mà mấy ông vừa có thể mà được subscribe mà nó chân thật vậy luôn á. Ngay cả bây giờ là thở cũng khó khăn. Cái sự trống rỗng chèn ép bản thân tôi. Ok. Oh shit. Cái gì đây? Ủa? Cái gì đây mọi người?
Anh Điệp. Ô lộn, anh à, anh lên, anh lên. Nhỏ là nha. Tại sao, chuyện gì đã xảy ra? Cậu ta không còn thở nữa. Cậu ta chết rồi sao? Nhưng mà how? Mới đây thôi cậu ta còn khỏe mạnh mà. Trời ơi cứu tôi, tôi chỉ mới gặp cậu ta. Nói với mình đây chỉ là ác mộng đi. Nói với mình đây chỉ là ác mộng đi. Được rồi, thở đều lại nào. Trên sân khấu có một cuốn sổ ghi chú là nhật ký của Đình. Mình thấy cậu ta hay dùng nó trước đó. Nó đang cái này là làm được cái gì đó đó, mà không biết là cái gì. Mình nên mang theo cây nến. À có đèn. Lại là cái quạt nữa nè. Ôi, ở đây có cái gì nè, có một con chuột kìa. Câu lạc bộ sách ghi chú đã thêm vào nhật ký ghi chú câu lạc bộ sách. Một tờ ghi chú có một đoạn hội thoại. Này, tớ nghe nói cô giáo viên đã thành lập một câu lạc bộ đọc sách cấm. Rồi luôn. Hèn gì tôi nghi rồi, tôi nghi lắm rồi. Bà lấy cái tên Ân là tôi nghi rồi. Bà này là hả ở trong cái hội đọc sách của thầy Kakashi nè. Thầy Kakashi có cái cuốn mà sách cấm đó. Thật sao? Vậy mà tớ cứ tưởng câu lạc bộ sách chỉ là nơi để học. Sai rồi. Vì chiến tranh đang diễn ra trên đại lục Trung Quốc, giám thị Bạch yêu cầu đuổi học tất cả những ai ủng hộ cộng sản hay có dấu hiệu phản động. Thưởng to cho ai cách thông tin. Ok. Một con chuột chết, hèn gì ở đây hôi quá chừng. Ok. Ờ đúng rồi, cái dây chuyền. À, là bây giờ tôi đang đóng vai. Bây giờ là tôi đang đóng vai của con Ân. Ờ con Hân chứ lộn. Mà đang đóng vai bà Hân mọi người. Mình đã từng, cái game này hình như chơi trên điện thoại được đó mọi người. Game này tên là Detention. Detention. Mình đã từng ngưỡng mộ những người mang cờ và cho đó là công việc tuyệt nhất. Nhưng giờ mình chỉ muốn tránh xa khỏi tất cả việc này. Đây. Hy vọng mình có thể mau tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này. Đi ra ngoài. Ôi cửa khóa rồi mọi người ơi. Cửa khóa rồi, Hiếu không có đi ra được. Mình phải đi ra từ bên này mới được. Oh shit. Tại sao ở đây lại có một ngôi mộ? Ngôi mộ hả? Ủa nãy tôi nhớ cái lúc tôi đi ngang qua đây đâu có gì đâu. Cái lúc mà tôi với lại anh Đẹp đó, anh Đình chứ lộn. Tôi với lại anh Đình đi qua chỗ này đâu có thấy ngôi mộ đâu mọi người. Ngôi đền này ở đâu, từ khi nào mà nơi này thờ cúng vài vị thần? Mình không nhận ra được ai trong số họ ngoài thổ địa cả. Hả, bên cạnh có ly hương gì vậy ta? Ủa quên, tôi tự nhiên tôi súp này nó lạc lẽo quá. Này lát nữa tôi diễn cho nó nhập tâm hơn. Đôi mắt với oan hồn. Minh họa, đối mặt với oan hồn, khi nhặt được ở ngôi đền hình như là một trang giấy từ vở của trẻ con. Đừng sợ hãi khi gặp giọng trẻ con hả? Đừng sợ hãi khi gặp oan hồn, chỉ cần nín thở và im lặng và đi qua chúng. Ok. Oh, oan hồn đây hả? Right click to hold your bricks. À. Bấm chuột phải là nín nở.
Nín thở nha mọi người, đừng có thở nha. Giờ ai thở là đi qua là nó bắt đó. Giờ nín thở luôn nè, giờ đi qua luôn nè. Đi qua luôn, đi qua luôn. Ok ok, đừng thở nha mọi người, đừng thở nha mọi người. Ôi không thở chết mọi người, không thở chết mọi người. Chạy chạy mọi người, chạy mọi người, chạy mọi người. Chạy mọi người ơi, chạy mọi người ơi. Ok, game này hù nhẹ, đỡ sợ. Game này hù nhẹ nha mọi người. Game này chỉ là hù nhẹ thôi, cơ bản là mình phải giải đố. Game này hù nhẹ. Ủa mà khoan, mà hồi nãy mình lấy được cái gì ở đó ta? Hình như là Hiếu chưa lấy được cái gì ở đó hết thì phải. À mình lấy được cái chìa khóa. Vậy mình đi ra ngoài mình mở cửa chìa khóa. Đỡ sợ này nó hù nhẹ nhẹ. Nín thở với mọi người, quên hồi nãy giờ mình quên nữa, mình phải nín thở. Khúc này mình vẫn chưa được thở nha, giờ mình nín thở tới hết game thôi nha mọi người. Mở cửa này đúng không? Vậy là mở cửa này, mở cửa này. Ủa? À. Ủa? Sao không dùng chìa khóa được ta? Sao không dùng chìa khóa được ta? Detention. Đây nè, tên game mà để Hiếu Hiếu ghim cho mọi người. Game tên là Detention nha mọi người. Ủa sao Hiếu không có xài chìa khóa được ta? À, hay là chìa khóa xài ở đây á. Tìm thấy trong đền thờ thổ địa, bình thường ông Cao vẫn hay giữ nó bên mình. Chìa khóa phòng của ông Cao hả? Hồi như trong đó đâu có cái phòng nào đâu. Trong đây đâu có cái phòng nào đâu đúng không? Ồ, không có gì trong đây hết. Hình như là cái cửa đó đó mọi người. Hình như là chỉ mỗi cái cửa đó thôi đó. Ủa? Hay là ở bên ngoài ta? Từ từ. Ở bên ngoài này mình ra là mình gặp ma sao? Từ để coi coi. Ủa sao không được ta? Nó không cho Hiếu xài cái chìa khóa mọi người. Nó không cho Hiếu xài cái chìa khóa. Ba ông kêu tôi cầm cái chìa lên. Nó đâu có cho bấm vô đâu cầm. Đáng lý là nó, đáng lý là nó phải cho mình mở cái chìa khóa đây nè. Mà nó không cho. Có cho tôi cầm cái chìa khóa. Đây nè, phải nếu mà mình bấm vô đây thì mình sẽ lấy được cái đúng không? Phòng ông Cao hả? Cái phòng ông Cao hả? Chắc ở bên ngoài quá hả? Khúc này chưa có thở đi đâu. Hồi nếu mà hồi nãy mà Hiếu lấy chìa khóa mà Hiếu đi ngang qua con này thì rồi lối đi xuống núi đã biến mất. À
không được mọi người. À cái con ma này nó sợ thổ địa. Đúng rồi, không đi qua bên đó được, chỉ có đi duy nhất một đường qua bên kia thôi à. Trong đây thì không có cửa nào nè, bỏ nến ra cầm chìa khóa. Làm sao để bỏ nến ra, nó không có phím tắt nào hết trơn á. Nó không có phím tắt cho mình. Đáng lý ở đây là nó phải xài, nó phải cho mình xài chìa khóa nè. Ồ, chắc nó bị lỗi rồi đó. Chắc nó bị lỗi đó, để tôi out ra tôi vô lại cái. Nó không có cho Hiếu xài cái chìa khóa. Tới mất cái đèn rồi kìa, bây giờ mới mất cái đèn cày nè. Trời tối quá không thấy gì, à chết. Chưa, phải đi lại à. Ây da, phải đi lại luôn. Lại Baba Boy. 12 seconds later. Không có được, không được. Hiếu thoát ra lại, Hiếu vô lại cũng không được luôn. Nó bị gì trời. Oh shit, ở đây hả? Tưởng nó bị lỗi chứ ai về cái não tôi bị lỗi. Xin lỗi mọi người. Chỉ còn một bông hoa thủy tiên còn sống. Ồ, cái điện thoại. Thử đào không đào đi. Đã thêm được vào một cuốn nhật ký. Một bức ảnh cũ. Không rõ là ai trong bức ảnh. Trên ảnh có ghi một câu châm ngôn: rễ cây, rễ cây không đòi hỏi phần thưởng cho việc làm cây kết trái. Ồ, hay. Hay. Ai mà lại gọi đến vào giờ này. Chắc là mình có thể tìm sự giúp đỡ. Ở đây. Đình nói rằng cậu ấy đã cố gắng liên lạc với người dân thị trấn. Chắc là họ gọi lại nhỉ. Moshi Moshi. Không, alo, tôi là học sinh trường Thanh Tâm. Ai đó đến đây giúp chúng tôi với. Có người chết. Alo, có ai nghe gì không? Phương, tới đây đợi. Cậu ở văn phòng thẩm vấn. Hả, ai đó? Phương hả? Ai vậy? Đang xảy ra chuyện gì? Đó là ai? Làm sao hắn ta biết tên mình? Đúng rồi đó, sao tự nhiên kêu tên bà Hân vậy? Mà không phải Đình. Văn phòng tư vấn nằm ở tầng 3. Ồ, mới có cái tiếng gì kìa. Bàn thờ dùng để cầu nguyện. À, lưu trò chơi ở đây. Tủ hồ sơ này sao lại bị khóa chứ? Ok, phải đi tìm tìm cái tủ hồ sơ. Mọi người ơi, mọi người đừng có gọi điện cho tôi nữa nha, để tôi tập trung tôi chơi đi chứ. Mọi người điện hỏi cho nhà trường vậy hả? Tôi phải chạy ra tôi coi đi, nghe điện thoại nữa nè. Mọi người thì cứ mọi người đừng có vậy nữa. Mọi người làm vậy hả? Phương không có thích đâu nha. Tầng 3, nó nói là tầng 3. Cái gì đây, chỉ có một cái bàn và một cái ghế ở dưới lớp học. Cảm giác thật cô đơn. Hả, có vết khắc ở trên bàn. Hình như chúng là những con số và ký tự. Nhưng mà mờ quá không đọc được. Ôi mọi người, sao cái chỗ này quen quá ta. Giống như cái phòng học của cái phòng học mà lúc mà con nhỏ này với lại thằng Đình ngồi á. Không đi qua được. Mình nhớ làm gì có mấy cái thanh thép ở đây. À, cái thanh thép bị trắng rồi. Ồ, ôi, có khi nào là con nhỏ này chết rồi đúng không? Hình như là con nhỏ này chết rồi đúng không mọi người? Và hình như là cái có một cái vụ thảm sát ở nhà trường này đúng không? Và con nhỏ này là nạn nhân đã chết sau cái vụ đó rồi á. Và nó đang đi điều tra lại hay sao á. Hình như cái này là cái giông ngồi của nó. Và nó đang tìm lại cái câu chuyện đúng không mọi người? Hình như là cái này là chắc là phải là đã xảy ra rồi á.
Và cái này là đang trong cái quá khứ của nó, hay là trong cái gì đó, cái này không biết gọi là cái gì hết. Ôi ai nè, xác người nè mọi người, hình ma nè. Mình chẳng thấy được gì ở trong đó đó, đây nè. Con nhỏ này chắc nó chết rồi đó. Cái cổng bên đã bị bao bọc bởi dây thép gai, mình nên tìm dụng cụ gì đó để cắt. Rồi ok. Cảm ơn 75 sao của bạn Tú Tiên nha, cảm ơn em. À đúng rồi, mấy bạn nào coi livestream có nhận được thông báo là khá sau rơi mọi người dành tặng cho Miếu Ba Len của mọi người nha. Cậu ấy là một người tốt tệ thật. Cái bàn này là ai ngồi? Cậu ấy là cậu nào? Đây từng là nơi mình đến để tìm lại sự tỉnh táo, nhưng sao bây giờ nó chỉ khiến mình nhức nhối đầu. Cái gì đây? Cái gì đây? Đi ra chơi chơi. Trong bồn rửa có cây kềm. Ồ, cây kềm cắt cái đó. Vết ố màu đỏ trong bồn rửa mặt. Tại sao mình lại chết như thế? Mình nguy hiểm đến thế sao? Hưu trắng, xin hãy nói với mình đây chỉ là ác mộng thôi. Hưu trắng. À hưu trắng là cái dây chuyền hả? Cố quên à? Hay là con nhỏ này nó sao sao quá mọi người. Nắm móc. Cửa bị khóa rồi, chắc là không có ai ở đây đâu. Thật ghê tởm, sao nó lại thành thế này? Hình như là cái nhà vệ sinh này mình cũng bị bỏ la bỏ quan lâu rồi đó. Ở đây có xúc xắc à, một viên xúc xắc. Hình như đúng rồi đó mọi người, hình như đúng rồi đó. Con nhỏ này là đang. Ôi. Cái tí gì vậy? Có ma, có ma. Có ma, mình phải đi đường vòng, mình phải đi đường vòng qua con ma đó. Cắt, 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 cắt. Cắt đi má. Không, cái này nó hù dễ, nó hù nhẹ mà mọi người. Nó hù nhẹ hiều luôn á, sợ gì đâu. Không có sợ nha, chỉ là cái kiểu giống như là cơm cúng. Nhận được trên hành lang phòng y tế, đặt đồ lễ cúng xuống, tôn kính với an hồn, sau đó sẽ nín thở và đừng nán lại. À, nó kiểu như là nó hơi giống với lại cái phong tục của người Việt mình luôn á. Cho nên là mình thấy cái này nó hơi ấn tượng và hơi sợ sợ. Cơm cúng nè. Vậy là chuẩn bị chắc lát nữa phải vượt qua con ma này đó. Cái này là cái gì vậy? Biểu đồ trực quan để kiểm tra mắt. Mình nhớ là cái hộp ánh sáng có thể nhấc lên. Nhấc lên nè. Ok. Chìa khóa kìa. Chìa khóa phòng gì đây? Phòng y tế ở đâu ta? Ủa phòng y tế là phòng... Oh shit, cái tiếng gì vậy? Hồ sơ bệnh nhân. Báo cáo chuẩn đoán từ phòng y tế. Làm sao mà học sinh lại bị thương nghiêm trọng đến thế này? Ngày 20 tháng 4, tên là Hoàng Mẫn Sương, tuổi 17, giới tính nam, tình trạng cánh tay phải bị gãy, xương cổ tay trái gãy. Vậy còn cái này là cái gì vậy? Cái này là gì vậy mọi người? Hồ sơ bệnh... Ủa hồi xưa đi học cái làm hồ sơ bệnh lý cái hai vẻ luôn này hả? Cái này không giòn nha. Không giòn.
ơi, bà lấy chìa khóa dưới đi bà. Ok. Vội tắm khẩn cấp và trạm rửa mắt. Trong tô nước có gì đó, một viên xúc xắc nữa sao? Hai viên xúc xắc. Ồ, vậy là mình có hai viên xúc xắc. Hộp kim loại có mùi kỳ lạ, đây là sơn dung môi. Sơn dung môi hả? Ai da, đừng có nói để rửa xác chết nha bà. Có rồi vậy sao tôi nghi quá à. Giờ thì mình có thể vào rồi. Lại lấy cơm cúng nữa được rồi nè. Sell game lại đây đi. Bàn thờ này để cầu nguyện. Ờ, cầu nguyện đi, để lưu game đi. Ủa, mình có bỏ lỡ qua cái manh mối ở cái đâu không vậy ta? Tầng 3 hình như là Hiếu đi hết rồi á. Ờ, tầng 3 Hiếu đi rồi. Ôi! Lại là cái bà ma đó nữa. Không, tôi không có sợ mọi người, mà kiểu như là nó cũng giật mình á. Không có sợ mà nó hơi giật mình xíu. Mọi người, nó chơi cơm cúng của tôi luôn. Ủa, tôi có đặt cơm cúng ra mà ta. Giờ chắc phải chạy lên phòng y tế lấy lại nữa rồi. Sao tôi đặt cơm cúng vô rồi mà? Lầu 3. Ủa, khoan, hình như là ở đây á. Trong đây cơm cúng trong đây. Lộn phòng rồi. Sao điên hồi mất trí nhớ luôn rồi trời. Cơm cúng ở phòng màu. Ờ rồi xong luôn. Mất cái cơm cúng luôn sao qua con ma được ta. Game châu Á thì nó sẽ kinh dị theo kiểu châu Á nha mọi người. Mình hết cung rồi, mình hết cơm rồi. Đã đặt đâu? Tôi đặt rồi. Chỗ phòng sale game, tôi không nhớ cái phòng sale game nằm ở đâu luôn ấy chứ. Chắc tôi đi rửa cái não tôi quá. Hình như là mình cần phải đi tới cái phòng đó hay sao á. Ok, ra được rồi. Ờ, cái phòng này là cái phòng hồi nãy mình đi ra mà. Ở đây hả? À, đây nè. Cái phòng này chưa thấy. Phòng của ông Cao trên cửa có gì vậy? Bùa chú được sơn đầy trên cánh cửa. Lạ thật, cửa không khóa nhưng mình không mở được. Đổ cái này đúng không? Chắc sẽ có cách xóa mấy cái hình này. Đúng rồi, cái này nè. Cái dung môi này để xóa cái lá bùa mọi người. Dung môi như là chất tẩy rửa gì đó đúng không? Ủa mà tại sao cái phòng ông này lại có bùa? Ủa đi vô phòng đúng rồi bà hai ơi. Tại
tại sao con dao lại ghim chặt trên bàn nhỉ? Dù đã bị rỉ sét nhưng có vẻ nó còn bén chán. Nào súp chán thì nào súp giòn vậy. Nó kêu là mặc dù đã bị rỉ nhưng vẫn còn bén chán. Có nghĩa là nó nói con nhỏ này bén hay là con dao bén. Chứ tôi là tôi lấy bà Hân này bén đó. Cái áp phích của một người siêu nổi tiếng nào đó. Lịch miễn phí được phát bởi văn phòng thị trấn. Mỗi hộ gia đình đều có một cái. Ơ, giống Việt Nam mình hồi trước vậy ta. Hồi trước hình như là mình cũng được phát lịch luôn á. Sao cái phòng này giống như cái phòng thẩm tra á. Một chiếc bát sứ trắng không nhấc lên được, nó bị dính chặt vào bàn rồi. Ai già, giờ thì mình tin về lời đồn những người chơi bài bạc trong trường là có thật. À, vậy đây, bỏ xúc xắc vô. Hai viên xúc xắc cùng một bộ. Không có được, không đủ. Không được. Xúc xắc nó không được. Trong đó có cái gì đó, một viên xúc xắc. Ba viên xúc xắc, lần này đủ chưa? Giờ mình có đủ ba viên rồi, đẩy xúc xắc. Xảy đi má. Ủa sao xúc xắc? Xúc xắc bị sâu răng đó mọi người. Kỳ á. Xúc xắc sâu răng á má. 6 2 3 3 2 6. Ok. Ủa cái gì vậy trời? Ủa cái gì vậy trời? Răng. Mình vừa cầm xúc xắc mà. Những cái con số này không thể nào. Mình chắc chắn là hồi nãy lúc thảy là tôi thảy xúc xắc á. Tôi xúc chuẩn không? Tôi xúc chuẩn không? Tôi sẽ xuất chuẩn chuẩn không chứ lộn. Sau khi ném xúc xắc vào bát, chúng sẽ biến thành răng. Những con số này có ý nghĩa gì chăng? Ok. Âm thanh gì vậy? Cái bát hết dính với bàn rồi. Nhận được một chiếc bát sứ. Ok. Cắt cổ. Tìm thấy trong phòng ông Cao, lời tiên tri sẽ xuất hiện khi hy sinh máu của người vô tội. Có phải ý của nó nghe cái chỗ mà cái ông Đình đó, cái lúc mà ông Đình bị treo cổ, mọi người nhớ không? Mọi người nhớ cái chỗ ông Đình bị treo cổ không? Mà mình vừa mới lượm được con dao nữa. Mà bây giờ mình vừa mới lượm được con dao nữa. Anh Đình ơi, em xin lỗi anh Đình nha anh Đình. Anh Đình ơi, đúng rồi anh Đình ơi. Anh Đình ơi, em rất là xin lỗi anh Đình, em phải làm điều này nha anh Đình. Anh Đình ơi, em xin lỗi anh Đình, em xin lỗi anh Đình. Ây da. Máu đã chảy đầy bát. Ây da, anh Đình ơi, em xin lỗi anh Đình. Em rất là xin lỗi anh Đình nha anh Đình. Trời ơi, anh Đình vẫn còn chảy máu nữa kìa mọi người. Mình xin lỗi, mình không biết phải làm gì nữa. Vậy giờ cái bát máu này làm cái gì đây ta? Cái bát máu này mình phải làm cái gì đó. Hiếu vẫn chưa biết cái bát máu này sẽ làm cái gì á. Ông có mở mắt hả? Tôi không có thấy luôn á. Nó mở mắt mà Hiếu không có thấy luôn á. Tôi thấy có lỗi với anh Đình quá, tôi không dám nhìn trực tiếp vô mắt của anh Đình. Tội nghiệp anh Đình quá à. Uống hả? Ủa, uống cái mát đó hả? Khùng điên quá mấy má ơi. Húp cái gì mà húp? Cái nào húp được húp chứ cái nào không húp được sao húp? Để máu của em hơn là tôi húp rồi.
Cái này là bát hương. Ờ, cơm cúng chứ. Trời ơi, nó búa vô đầu tôi, nó búa vô đầu tôi. Hổng giòn. Hổng giòn. Ủa, rốt cuộc, rốt cuộc là cái bát máu nó còn làm gì? Bát máu nó đổ lên cái bàn học để bị che chữ anh. Bàn học che chữ hả? Bàn học che chữ, ok anh. Ok em, anh cảm ơn. Tầng 3. Bàn học tầng 3, bàn học tầng 3. Bàn học tầng 3, trên lận, ở trên lận. Đây, đây, đây. Đi lên một tầng nữa, ở đây nè. Đây, đây, đây. Chỉ có một cái bàn và một cái ghế có viết khắc trên bàn, hình như chúng là đây rồi. Máu đổ lên. Hay, hai game thiết kế hay á. Làm sao để in những vết khắc này ra nhỉ? À, chắc là mật mã đó. Hồi nãy là mình có 236 đó, 236. Cái này nè. Từ từ đi, từ từ đi. Vậy là nó phải có một cái chỗ nào đó. Nó phải có một cái chỗ nào đó để sử dụng ba cái đó. Để qua đây đã. Đi qua tao đi. Đi qua tao đi. Mày không đi qua tao mày con quỷ. Hay, hay lắm, hay lắm. Nó đi qua mình rồi. Ủa, cái tầng này hết rồi. Cái tầng này không có gì hết á. Tầng này trống không nha. Tầng 3 hết rồi nha. Vậy là phải đi xuống tầng 2 với tầng 1 nha. Giờ mình đi tầng 2 trước đi. Hình như là có một cái phòng ở trong góc mình chưa đi á mọi người. Nó tuốt ở trong góc đó luôn á. Đó, cái phòng ở đó đó mình chưa đi á. Hình như là mình cần phải đi qua con ma nó chấn cửa ở đây hay sao á mọi người. Đúng rồi, như là Hiếu phải đi qua cái con ma chấn cửa đó đó. Hồi như là mình đặt cái bát ra cho nó ăn hay gì á. Không kịp, không kịp, không kịp. Tôi đặt cái bát ra không kịp rồi mọi người. Để sale lại đây đi. Tôi đặt cái bát ra không kịp rồi. Ủa đâu có. Hồi đó hình như là chạy ra đây mà. Đâu có khác gì đâu ta. Rồi tầng 2 không có. Giờ đi xuống tầng 1. Bà ma đó bà cọc á mọi người. Bà ma đó bà cọc á. Bà làm như tôi giật băng vệ sinh bà hay gì á. Đều là chị em với nhau không mà bà đối xử với tôi vậy á. Tủ hồ sơ hình như bị khóa. Không phải, không phải tủ này. Đi xuống, đi ra ngoài, đi ra ngoài.
nó quay lại, nó phải quay lại, nó phải quay lại đây. Đúng rồi, mình nín thở mà đi qua nó là được nha. Mình nín thở. Đây rồi, phòng này, hình như là phòng này á. Qua phòng này luôn rồi. À, đúng rồi đây nè. 236. 236, hai gạch nhỏ, một gạch dài, một gạch dài. 3 là gạch dài, hai gạch nhỏ. 6 là hai gạch nhỏ, một gạch dài. Đây. Đây. Hai gạch dài, một gạch nhỏ. Ở đây là hai gạch nhỏ, một gạch dài. Đây. Sai hả? Một gạch nhỏ, hai gạch nhỏ, hai gạch dài. Một gạch dài, hai gạch, một gạch dài, hai gạch dài, một gạch nhỏ. Rồi cái này là hai à. À, ngược lại mọi người. Hai gạch nhỏ, một gạch dài mới đúng. Hai gạch nhỏ, một gạch dài. Đây, còn cái này là một gạch nhỏ, hai gạch dài. Đây. Ủa? Hai gạch nhỏ, một gạch dài, đúng rồi nè. Đây nè, hai gạch nhỏ, một gạch dài. Cái ba là hai gạch dài, một gạch nhỏ ở giữa. Đây, đúng rồi. Và một cái này là cái cuối là số 2. Số 2 là một gạch nhỏ, hai gạch dài, đúng rồi mà. Ủa đúng rồi mà ta. Đây nè, đúng rồi mà. Hiếu dịch đúng rồi mà, Hiếu làm đúng rồi mà. 623 623, 236 hoặc là 326, nó có 3 cái thôi đó. Mà bây giờ mình làm rồi nè mà không có được. Không có qua được. 623 đây nè. 6 à 623. 623 thì nó phải vậy mới đúng. Đây. 6 2 3. 6 nè. 2 nè. Được chưa? Ok chưa? Tôi biết chứ bộ. Tôi biết chứ bộ mọi người mà, tôi nhớ mà tại tôi quên thôi. Tôi nhớ mà tại tôi quên thôi mọi người. Ồ mình có tầng lên, mình có tầng trên để đi luôn kìa. Ồ, có bàn thờ. Thờ cái đi. Lưu game cái đi. Ủa? Rồi là sau khi tôi mở cái phòng đó ra thì tôi đi được lên trên cái tầng này. Giờ để tôi đi xuống đi, tôi tìm cái tầng dưới trước đã. Cái tầng dưới đi không được, tầng dưới bị đấm rồi. Đi qua đây. Ủa kỳ á. Cái chỗ bàn thờ này nãy là Hiếu mình đốt nhang rồi nè. Tôi không định hình được là mình đang ở đâu luôn á. Đây rồi. Cửa bị khóa. Ôi mọi người ơi, mọi người ơi, có tiếng của ai á mọi người. Rồi, rồi gặp ma, gặp ma, gặp ma gặp mọi người. Oh my god nè. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Cô ma ơi. Chạy nhanh lên, ma gì bự như vậy? Ma bảo vệ hả? Ma bảo vệ hả? Ma bảo vệ, ma bảo vệ, chạy, bái ly tôi sao vô, bái ly tôi vô. Ma bảo vệ đi dưới miếu, ma bảo vệ đi dưới miếu. Ma bảo vệ đi dưới miếu. Chạy mọi người ơi, chạy mọi người ơi.
Là sao tôi đang có mặt ở đâu đây? Hồ sơ tư vấn. Một mảnh giấy hồ sơ tư vấn. Tuổi 17, mẹ là nội trợ. Tiêu cực, có vấn đề trong thái độ hay đi trễ, dần cải thiện, cần theo dõi. Khuyến khích hoạt động giải trí như đọc sách. Chữ ký giám thị cố vấn Trương Minh Huy, giáo viên chủ nhiệm Ân Thúy Hàm nè, bà Ân Thúy Hàm nè. Nhân viên GROTC Bạch Quốc Phong, hiệu trưởng Thẩm Kính. Một mảnh giấy hồ sơ tư vấn. Ủa? Sao tôi ở nhà tôi rồi? Họ nói tôi nên tận hưởng tuổi trẻ, nhưng sao khó quá. Sau khi tốt nghiệp thì sao, mình nên đi đâu? Chẳng lẽ mình cứ như mẹ mình? Mình không nên lo nhiều như thế đâu. Cuộc sống là bất chấp mà. Hy vọng nào, ít ra cuối tuần này. Ở ngoài ba mẹ tôi đang cãi lộn cái gì á. Đây nè. Mẹ vứt đồ của mình mà không nói với mình ư? Bức ảnh cũ trong thùng rác. Có một câu trích dẫn được viết trên đó, hãy ghi nhớ, hy vọng là điều tốt, có thể là điều tốt nhất và chưa có điều tốt nào từng chết cả. Ồ, hay, hay. Họ lại đánh nhau rồi, mình thấy hơi buồn ngủ, chắc là mình nên đi ngủ. Đi ngủ chứ, ok. Nó nói buồn ngủ rồi, chẳng lẽ giờ không đi ngủ, trời. Nó kêu là nó hơi buồn ngủ. Thì chẳng lẽ mình không đi ngủ? Nếu như máy bay giấy có thể thả những ước mơ của mình lên bầu trời xanh, mình sẽ thức dậy và nhận ra là mình đang ở một nơi xa lạ, và mình sẽ bắt đầu một cuộc sống như một người xa lạ. Như vậy thì tuyệt biết bao. Tôi vẫn chưa hình dung được về cái cốt truyện của cái game này nha. Hình như là em hiểu của mọi người chỉ mới là oh my god, cái gì nữa đây? Sao tự nhiên cái ôi, à, hình như là tôi là song song giữa hiện thực và giấc mơ đúng không? Khi nào mà tôi ngủ á, thì là tôi ngủ. Khi nào tôi tỉnh á, là tôi tỉnh. Đúng không mọi người? Bên đây không đi được. Tiếng của cây cờ. Cột cờ vẫn đứng đây. Sao sợi dây không ngừng đập vào cột? Kéo xuống. Rồi hình như là có xác người treo trên đó. Chắc chắn luôn. Chắc chắn có xác người treo trên đó luôn. Hồi nãy giờ mình quên mất là game này nói tới cái giai đoạn của giai đoạn của Trung Quốc. Cái lúc mà thời Thế Chiến á mọi người. Cho nên là tôi có linh cảm là một phần nào đó là nó có liên quan tới chiến tranh á. Hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường theo truyền thuyết là quỷ giúp việc cho Diêm Vương. Trong một đợt kiểm tra định kỳ, tai nạn xảy ra và họ chết khi cố gắng bảo vệ lẫn nhau. Diêm Vương thấy được lòng trung thành của họ và bổ nhiệm họ làm người hộ tống linh hồn. Những người đã chết sẽ thấy họ đến dẫn linh hồn của mình đi. Ồ. Rồi luôn trò chơi đi. Rồi. Tới đây thôi. Nay chơi nhiêu đó tôi dọn rồi. Trước khi video kết thúc, Hiếu có một thông báo nhỏ nhỏ dành cho tất cả các bạn. Nếu như các bạn nào có kinh nghiệm về content hoặc là edit phân tích game thì hãy mau chóng gửi hồ sơ công việc về mail qlmna@box.studio để được làm việc và đồng hành cùng Hiếu Ba Len nhé. Bye bye mọi người.